cả nhà. Bữa nay mình không có nấu, bữa nay mình ăn vịt này, vịt quay. Vịt quay mình mua của người Việt Nam bên này làm á. Con này khoảng chắc ký 6 hay ký 8 gì á. Khoảng ký 6 ký 8 đâu. Ký 6 hả? Ký 6 nhỏ xíu vậy. Nhỏ từng đó ký rưỡi tới. Với lại bịch nước 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 can mà không biết trong bụng có không? Để giờ mình cắt ra mình coi trong cái bụng có. Không có teo lại thì chắc là trong không có rồi đó. Kéo đâu ta? Kéo đâu rồi? Con này mình mua khoảng khoảng 450 á mọi người. 450 thì Việt Nam á. Để đông lạnh. Không phải đông lạnh. Nó gửi lạnh đó. Nó hút chân không nè. Hút chân không. Chạy hết cái sàn đó. Lấy cái đó. Lấy cái hớt. Để coi coi. Coi coi trong bụng của nó có nước không. Nè. Yeah. Ngon chưa? Không biết có nước không nữa nè. Chắc là có nước á anh ơi. Ừ, may là mỏi rồi thử coi. Ừ, em nghĩ là có nước. Anh thấy kéo đâu không anh? Kéo gì? Anh lấy mềm kéo đi. Không lấy được. Nên nhiều kỳ dành chặt rồi. No. No. Papa, I'm going Papa, Chị gờ. Ồ cái này nó lụi. Cái này nó lụi vô. Gậy cái cây này ra. Mình hửi. Nghe mùi thơm. Này cho ăn hết ta. Mình ăn trước nửa con. Còn nửa con. Mang tiếp. Mang tiếp. Cái kéo bén dễ sợ luôn. Cá không đứt luôn. Ồ, trong bỏ vào câu chứ gì ta. Trong bụng có nước. Có nước ướt mọi người ơi. Giờ mình phải múc ra cái chén. Cái gì là dễ lấy. Mình múc ra cái chén. Nè, nước nè. Sao cạn hết rồi. Rồi ướt mà. Nước chút ra hết rồi. Cạo ra. Cạo. Cũng có nước, cũng có. Này phải cắt ngang con mới đổ vào được. Mama chưa. Biết rồi. Người ta gọi là lá mốc mật mà mình không biết lá mốc mật là lá gì. Lá mắc mật. Mắc mật hay mốc mật. Giờ mình cắt đôi vịt ra. Mình cắt đứa con còn đứa con ăn tiếp. Mình cắt đôi ra để mình bỏ vô cái lò nướng mình hâm cho nó nóng lại. Thì người ta cỡ lạnh xuống cho mình đó. Ăn chưa? Đây. Yeah. Giờ mình bỏ vô cái nồi nha. Lò cái màu nó không được đẹp lắm hả? Không cắt cái đùi luôn đi để gần cái đùi nó gần cái nóc qua chặt cái khét. Có em chờ chừng mà, em chừng. Rồi, quay lại nóng rồi mọi người. Giờ mình lấy vịt ra nha. Mình lấy vịt ra mình cắt. Cũng thơm. Cắt cái phần mỏ anh vậy không? Cũng nghe mùi vịt nướng á. Mà không biết cái gì nó ra làm sao. Đó. Hấp dẫn chưa? Ừ. Mình quay lại nửa con. Với lại một cái đùi. Còn bao nhiêu thì để sáng ăn. Ăn không hết. Thôi con bỏ nước lại xíu nữa nha. Ừ. Không để riêng đây để mai hả? Không có hả? Ừ. Bỏ đi, có công, có người vậy. Ừ. Giờ vậy em cắt. Nóng quá. Nóng quá, thôi ngừng ra rồi, nóng quá. Thật ra nè. Nhìn ngon không? Nhìn ngon thật chứ.
Vừa chín đẹp luôn á, dính người ta quay hay quá à. Có kinh nghiệm rồi, chắc quay cũng nhiều rồi nên biết, chứ đưa mình quay chắc nhiều khi sống á. Hồi xưa mình nhớ mình cũng mua một con, nó có vàng có vậy không ta? Đỏ hơn, màu khác, màu hơn. Này nhìn ngon hơn cái lần trước mình mua. Cắt để biết là hơi kéo hết. Lên chuột luôn á, cắt gì lên chuột luôn. Rồi chuẩn bị xịt phàm. Xong, còn có phần này để sáng. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay không nấu gì hết. Mà lâu lâu thèm vịt quay, nên đặt vịt quay trên mạng. Người Việt Nam làm bán á. Ừ. Đúng không? Làm mua được mua một con 2,5 cm hả? 2,2 cm. 2,2 cm. Tiền phí gửi này kia nữa. Phí tính ra một tại bữa anh đặt nhiều cái á, nên là tính ra thêm 200 yên nữa là khoảng 450, 460 một con. Ừ. Thôi ăn thôi. Ăn thôi. Mời cả nhà. Mấy nhà ăn vịt quay nha, lâu lắm rồi mới ăn vịt quay. Mấy năm nay đâu có về Việt Nam đâu, 2 năm rồi. Để coi cái nước của người ta làm ngon không. Nhìn chảy nước miếng luôn. Anh đây, bể anh mì đi. Yuki nó cào bỏ anh mì không, nó cắn rồi. Ố, Yuki nó giờ chưa chào hả? Yuki. Yuki ơi. Tập trung rồi. Mắt tập trung rồi. Ăn thử nước chấm coi nha. Vịt quay ngon hay không là quan trọng với nước chấm. Thơm. Đúng rồi, như thơm là do cái lá này. Không, cho tay vị này kia nữa. Tay vị á, hút bắp. Rồi, mình ăn thử rồi. Mời cả nhà nha. Ăn cái đồ này, cái đồ vô. 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 Yuki ăn không? Vô. Vô, Yuki ăn mì không. Ừ. Thơm, ngon. Lâu lắm rồi mình mới mua vịt quay ăn. Nãy giờ mẹ Yuki sao quần với mai ca thành ra nó ngồi vậy. Ừ. Ngoài nó còn hơi ấm ấm cũng đỡ. Ừ. Ngon quá. Ngon. Nhưng mà tương đặt ăn vịt áo chú liệm này. Ngon. Hồi lúc mình với anh Quân mới qua, chắc khoảng 5 hả anh? Mới qua khoảng 5, có đặt ăn một lần. Đâu hát hay không? Ừ, không biết có giống không? Lâu quá rồi. Không phải da ô. Ngon, nói chung là ngon. Mọi người mua ăn thử đi. Mọi người mà ở bên này á, mua của cái chị này ăn thử. Biết chỗ đó mua. Thôi mọi người muốn ăn, mọi người comment dưới mình chỉ cho ăn Facebook mua. Ừ. Dễ mà. Không bán cao. Mình cũng đâu quen biết chị này đâu. Mình thấy mấy cái chị mà mua đồ ăn của chị này thấy ngon á, cái người ta đăng trong mấy cái nhóm á. Rất là bánh mì rồi cha. Gần bút rồi kìa. Ôi thiệt. Ê rồi, có quả đây nè. Thế ăn. Ăn được chiếc rồi bỏ rồi. Ngon không? Ngon. Hồi mơ giờ. Vậy ăn tướng không, tướng không à? Chưa ăn. Gì đâu. Chưa ăn cơm. Ừ. Ghi mấy cái cưng cứng ăn không? Ăn cái vỏ hả? Hôm nay tình hình ở chỗ mọi người sao rồi mọi người? Dịch bệnh đồ á. Nguy hiểm quá. Ừ. Mỹ rồi này kia là ta cấm mở cửa mấy cửa hàng. Ừ. Bên mình thì chưa thấy cấm. Nhật này nó vẫn còn rất là thờ. Nhật không thấy cấm mà cũng không thấy. Mấy này ngày nào phải coi tin tức thôi. Không thấy không? Đăng cái gì gọi là nguy hiểm á, báo động nguy hiểm hay gì á.
Hay là tại nhiều khi mình không có coi đài Nhật mình nên mình không biết hơn nước. Không có gì nguy hiểm. Là chậm. Có gì? Là em nó đang chậm á. Em la hả? Con vô dỗ em đi. Xạo xạo. Ăn tay cả nhà ơi, chứ không ăn đũa được. Nó này phải ăn tay. Không biết đâu. Không đất hả? Cho bóp tay chứ ăn đũa sao được. Ngon quá. Thôi để cho em ngủ đi con. Thôi đây, đây. Để em ngủ. Ê. Nó bay hay quá. Cái này người ta có lò hết. Người biết làm mình tự làm thôi. Mình lo cái làm coi ăn. Nó bán gì cũng rẻ mà. Tại con dịch bán cũng có thêm mấy rồi ha. Con dịch cũng thêm mấy hả? Con dịch mình mua dịch cũng trên tư rồi. Sống công lạnh cũng thêm mấy mà bán nó 2 kênh mấy rẻ quá. Hai sinh ha. Công làm với quay 700 yên. Trên tư là mình mua ăn rẻ. Còn người ta quay nhiều vậy thì người ta sẽ mua sỉ. Người ta mua sỉ chắc từng sen. Mấy trăm yên cũng có. Thì nói chung người ta làm phải có lời mới làm chứ. Mà rẻ bộ. Giá gấp đôi Việt Nam. Ha. Nên dịch trăm mấy 200. Kia bấm gì vậy Yuki? Ngon mà. Không tệ đâu. Không thua gì Việt Nam không? Việt Nam thấy chặt ra cũng giống giống vậy à. Cũng chen rồi. Ngon. Mày không bỏ nhiều. Thịt chắc. Thịt da chắc. Ngon. Nó không có mắt mọi người. Nhưng mà cái phía gửi cái phía gửi xuống á. Tại vì cái này không gửi thường được. Mình phải gửi phía lạnh. Phía lạnh bữa mình nhận sen ba 40 yên là khoảng 270 ngàn á. Rừng phía nhận á. Mua nhiều thứ á thì nó rõ. Mua dịch không là dịch 200 mấy. Cái ba nó thành 300 mấy rồi 4 ngàn con dịch. Để cho nó khóc rồi. Không đáng nữa. Mẹ cho nó uống nó muốn. Cho nó khóc rồi. Nó kêu em uống sữa. Em nói thèm sữa. Em nói thèm sữa la rồi đây nữa. Còn thương em lắm. Nó có ứng rồi em. Rồi chút nữa lấy sữa cho em. Rồi. Tài lanh lắm. Tài lanh. Ngon quá. Lâu lắm rồi mình mới ăn. 7 năm rồi. Mệt nước quá hả? Còn chén nữa. Để mình nó cho cái bịch nước bự. Cũng đâu có nhiều lắm đâu. Nhiều. Thì cái thành phố mua rồi nó cho cái bịch nước ăn hết rồi. Gì con? Chú quên chút rồi kêu uống sữa. Con coi ai bắt đi. Ừ nhưng mà em đâu có tự uống được. Mấy mẹ phải cho con em uống chứ đâu có đưa em được con. Nè vô đeo nè. Chưa. Không mấy mẹ nó quýnh á. Em có đòi sữa đâu, con tự biên tự diễn. Ngồi đây giúp mẹ ha. Ngồi đây không? Ngồi xuống đi con. Nô hả? Ngồi đó hả? Ăn bánh mì, ngồi đó hả? Ăn bánh mì. Ngồi đó hả? Đây nè. Cái gì sao? Ánh mày hả? Ánh mày ha? Ha? Cái gì sao? Quậy quá, Yuki quậy quá. Ăn tiếp. Yuki là chưa quậy. Này, thịt cái này là phải chấm với lại nước tương. Mới đúng, đúng. Lấy gì? Lấy gì? Ăn mà cứ dán đạn vậy. Ăn tiếng ngon lắm. Có con là phải chịu vậy mọi người ơi. Khoảng 3-4 năm nữa mới khỏe. Hai chồng mới đi du lịch đâu được. Bữa nay
hai chồng tự xử rồi, bà nội hết qua rồi. Nội dịch giờ chuyến bay nó ngưng thôi. Ngưng hết à? Nào không qua được. Giờ mình có muốn về cũng không được không? Về cũng được. Về cách ly 14 ngày. Cho nên làm gì có thời gian gì vậy? Ngon quá. Lâu không được ăn khoái, nãy giờ ăn hoài. Ngon mà. Ừ, dùng tay thôi, cũng không đuổi rồi. Này đâu ăn đuổi rồi. Ừ. Ăn dịch mà ăn đuổi. Có xương gì. Dịch ra mỏng kìa hả? Nhưng chứ bây giờ không, không có mỡ không? Nếu dịch Việt Nam mình bự á, bự hơn con này mà mỡ nhiều. Ăn ngon ngắn. Thôi ngồi ít mỡ. Nhưng mà cái dịch này nó còn ngon á. Tại nghe cái lường của nó là nó còn non chèo. Còn dịch già Việt Nam á, vì nhỏ nhỏ, nghe cái lường của nó cắt đã rồi luôn á. Vậy bởi vì nhỏ nhỏ, còn dịch già nó mỡ nhiều, da nó dày, da. Dạo này Việt Nam lên cũng quá trời ca bệnh luôn rồi. Gần cả trăm rồi. Không nước nào kiểm soát được đó. Tại vì cái cách lây nhiễm của nó quá khó cho việc kiểm soát. Mà chưa kịp mình cứ cách ly người đó là người đó đã kịp lây cho nhiều người khác. Mà bây giờ tất cả các nước người Việt Nam ở mấy cái nước ngoài á đổ xô Việt Nam hết luôn. Thì không biết làm sao. Tiền nào mà chi mà trị bệnh nổi. Phải quy động mấy nhà tài lực lớn quân rồi. Nhưng mà giờ kinh tế đang cũng quản cũng người ta cũng bo bo trong người chứ cũng khó ai mà dám bỏ tiền ra. Tại sao cái đợt này người ta phải làm phải môi. Người ta cần có cái nguồn lực để tái tạo lại sản xuất, tái sản xuất. Mà hôm nay mình cũng nghe quá trời người quyên góp mấy cũng có người mấy chục tỷ rồi, mấy tỷ rồi, ghê chưa? Rồi người ta quyên góp bằng mình làm cả đời không được, không được. Rồi. Hết rồi, giờ bao hết rồi, còn nữa, hết rồi. Giờ quá nhiều chơi, còn ăn mấy thôi. Cái da mỏng này. Da mỏng lên, ăn không ớt. Chậm khen tiếng nên nói nhiều khi mọi người cũng nghe, thông cảm. Cái nhiều kỳ bị khen tiếng ho à đó cả nhà. Thật cô nha, mà đây mà đi khám á, nó cũng kêu mình về nhà uống thuốc à, nó không xét nghiệm ra được, tại vì đang ở thành phố lớn, ngoài thành phố lớn như vậy, nó không có kiếp thử như Việt Nam mình, cho nên nó hạn chế cái việc thử lắm. Mà thuốc là nó kêu mình về thực sự cách ly mà. Ở bên Nhật thấy cái dịch này thờ ơ lắm cả nhà, thờ ơ sức khỏe của mọi người đó. Hay là nó chưa rộ lắm rồi chứ chưa rộ gì. Quá trời người trăm người cả ngàn rồi. Ở Nhật cả ngàn người rồi. Mỹ thì 2.000 gì rồi. Ý thì lên chóng mặt luôn. Ý thì hết kiểm soát nổi rồi. Còn bên Nhật thì không có nghe lên đài kêu bịt khẩu trang hàng sao á. Còn Việt Nam mình khó rồi. Không nghe tiền bất động lại lắm. Ý là nó không có cấm đoán này kìa. Việt Nam bữa nay là phải đi ra đường để mang khẩu trang rồi đó. Nhật đang sợ ảnh hưởng tới Olympic nên không cần đánh mạnh tay. Nhưng mà nói đi phải nói lại, nó cứ muốn tổ chức Olympic làm gì? Bây giờ Olympic tổ chức mà không ai tới tham dự thì thà là ngưng từ bây giờ mình không đầu tư nữa. Chứ để đầu tư rồi tới lúc đó người ta không tham dự rồi làm sao? Mình nghĩ không có ai tham gia Olympic đâu. Tao nhà tao rú, tao dịch chó ai đi mấy cái đi nào bóng đá này kia, mấy đi này thể thao này kia. Nó dẹp hết rồi, mấy giải lớn rồi, anh ở Ý này kia nó dẹp hết rồi. Đang cố gắng kéo dài đang tổ chức Olympic. Khi sầm quá để cho em ngủ. Olympic là phải có người du lịch tới chơi coi để tăng cái
cái kinh tế này có rất khối thôi mà không ai đi hết, rồi không có cái gì mà chi tiêu gì đâu mà tăng mà phát triển kinh tế. Mà những trong giờ ơi biết bao nhiêu mà dạng nó chưa từ bỏ mà đang nghèo rồi. Kêu khá dễ sợ lắm. Ăn cà chua. Bữa nay hoa ừ mê ha, là hoa đào hả? Hay là hoa gì ta? Ừ mê hoa đào. Hoa đào cũng hay hoa đào. Giống như hoa đào ở bắp á. Ừ. Mở rồi mọi người. Đẹp lắm. Nhà mình có hai cây của nhà hàng xóm đẹp. Đẹp lắm nhưng mà giờ muốn đi chụp hình cũng không được đó mọi người. Mấy năm là mùa này là đi lên Osaka luôn mấy hình mấy cái công viên hoa rồi. Hoa đẹp lắm, người ta trồng nhiều lắm, chụp hình đã luôn. Hôm nay hết dám đi rồi. Hôm nay chắc không ai đi đâu. Đi tàu, nhất là đi tàu á, sợ. Sợ hoa anh đào thì đang nhiều, dọc bờ sông á, quá trời luôn, đẹp lắm. Để vài bữa nữa có hoa anh đào mình sẽ qua cao đó mới quay cho mọi người xem. Hai chồng xách cái bàn ra, hai hàng cây hoa anh đào, rồi nó ăn. Ừ, cũng được, thôi vậy không? Ngay chỗ nhu cầu của mình nè. Ừ. Rồi đó tám đẹp bình thường mà người Nhật người ta cũng làm vậy mà ta đem cái bạc cải á ta ra ta ngồi ta ăn trên đồ ăn chế biến sẵn á cơm nấm thu thuê này kia ta ngồi ta ăn uống bia nói chuyện tán gẫu chụp hình cũng hay. Ây dạ, ây dạ, vui lắm cái mùa đó vui. Thôi chào mọi người đi rồi ăn tiếp. Thôi video cũng dài rồi, xin phép chào mọi người để mình ăn chào tiếp nha. Chào mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem Yuki video. Yuki chào cái đi. Nhớ bye bye. Ủng hộ gia đình bye nha. Bye bye. Mi giờ. Trời quá. Ai chưa subscribe nhớ subscribe kênh và nhớ share like video để giúp cho kênh gia đình phát triển nha. Bye bye. Gia đình mình đã trở lại. Yuki có bye bye chưa?